Thưa quý chị, cũng may mắn được cứu sống nhờ những lọ huyết thanh cuối cùng của bệnh viện. Mấy ngày nay, câu chuyện bé trai ở Bình Dương bị rắn độc cắn làm nhiều người vừa mừng vừa lo. Mừng vì bé giữ được sinh mạng và lo một ngày đen đủi nào đó bị rắn độc cắn thì nguy hiểm tính mạng vì không có huyết thanh điều trị. Nỗi lo càng lớn khi mà vào mùa mưa thì nguy cơ bị rắn cắn càng cao. Một số loài rắn độc có thể thường gặp. Thứ nhất là rắn hổ mang. Khi bị đe dọa hoặc là chuẩn bị tấn công thì cổ bạnh ra và phát ra âm thanh đặc trưng, có thể xuất hiện ở vùng rừng núi, trung du và đồng bằng, ngay cả quanh khu dân cư. Và thứ hai là rắn hổ mang chúa thì cũng có bệnh nhưng mà không rộng bằng loài thường, kèm theo đó là những vảy lớn ở đỉnh đầu, kích thước to, nặng gần chục ký, dài khoảng từ 3 cho đến 4 mét, con trưởng thành thì có thể tới 7 mét. Rắn cạp nông, cạp nia, thân hình thì có khúc đen, khúc trắng hoặc là vàng, sinh sống ở vùng trung du và đồng bằng, những nơi gần nước. Đối với rắn lục thì đầu có hình thoi hoặc là tam giác, con ngươi thì có hình diệp lục màu xanh lá cây với nhiều mức độ. Mùa mưa là giai đoạn sinh nở phát triển của rắn, tình trạng mưa bão kéo dài, biến đổi khí hậu còn phá vỡ môi trường sống của rắn nên chúng phải tìm nơi khác để trú ẩn, kiếm ăn và đến gần hơn với con người. Đây cũng là nguyên nhân vào mùa này số nạn nhân bị rắn cắn gia tăng với những mức độ khác nhau. Đây là nội dung có trong vấn đề hôm nay ngay sau đây. Ba giờ sáng, em C, 13 tuổi, ngụ Bình Dương, đang ngủ trên nền nhà thì bị rắn cạp nia cắn vào đùi. Vết cắn nhỏ không sưng đau, nhưng chỉ sau một giờ, C bắt đầu rệu rã. Thầy Lan gần nhà, bất lực. Cha C đưa con lần lượt qua hai bệnh viện rồi chuyển đến bệnh viện Di Đồng. Sau 5 ngày điều trị, em có thể tự thở tốt và bỏ được máy thở. Ngày 10 tháng 7, ông TVC, 55 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nghe hàng xóm hô quán có rắn bò vào tấn công gà, thì ông cùng con trai chạy sang dây bắt rắn. Ông C dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố, thì con rắn cắn thủng bao bố, răng găm vào tay. Do không biết là rắn hổ mang chúa, nên ông không đến bệnh viện điều trị. Đến khi tai bắt đầu hoại tử, thì người nhà mới chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông không qua khỏi. Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Di Đồng thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhi 27 tháng tuổi ở Long An bị rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà cắn. Nghe bé hốt hoảng kêu đau, người mẹ nhanh chóng đưa con vào bệnh viện. Cha em kịp đập chết con rắn mang theo vào bệnh viện để các bác sĩ nhận dạng. Tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, rắn cắn là một trong những ngộ độc hàng đầu xảy ra nhiều nhất là từ tháng 4 đến tháng 11. Khi bị rắn độc cắn, nếu sơ cứu không đúng cách, nạn nhân có nguy cơ bị hoại tử, nhiễm trùng máu, kể cả tử vong. Thế nhưng, thuốc giải rắn cắn là nỗi lo từ lâu của các bác sĩ. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, một người đàn ông ở Bình Phước qua đời sau 3 ngày bị rắn hổ mèo cắn. Bác sĩ cho biết hiện không có huyết thanh kháng nọc độc của loài rắn này. Hồi tháng 5, một bé gái 4 tuổi ở Phú Yên bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ. Dù cấp cứu ngay, nhưng bệnh viện không có huyết thanh kháng độc, bé gái tử vong sau đó. Tháng 4 năm ngoái, bệnh nhi 15 tuổi, xin lỗi khán giả, 15 tháng tuổi ở tỉnh Đồng Tháp bị rắn cổ đỏ cắn. Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh liên hệ khắp nơi nhưng không có huyết thanh kháng độc của loài này. Dù được điều trị tích cực nhưng em cũng không qua khỏi. Trở lại với trường hợp bé trai 13 tuổi ở Bình Dương mới đây, may mắn được cứu sống khi các bác sĩ của Bệnh viện Di Đồng thành phố Hồ Chí Minh dùng đến 5 lọ huyết thanh kháng độc rắn đa giá cuối cùng của bệnh viện. Tình trạng khan hiếm thuốc giải độc rắn buộc các nhà chức trách đi tìm nguyên nhân, biện pháp giải quyết, không để người bệnh thiệt thòi. Theo tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC, quy trình sản xuất huyết thanh khá tốn kém, đầu tư nghiên cứu cho ra sản phẩm khó, duy trì được càng khó hơn. Các loại huyết thanh đang được những bệnh viện sử dụng chủ yếu là đa giá và hàng nhập khẩu. Nguồn cung trong nước phụ thuộc vào nước ngoài, do vậy thường khan hiếm, thiếu hoặc không có. Trong khi doanh nghiệp cũng không mặn mà,
vì đặt hàng ít, lợi nhuận thấp, lại dễ phải tiêu hủy. Hiện nay Bộ Y tế có quyết định xây dựng kho thuốc hiếm cho rất nhiều các loại bệnh, không riêng bệnh nhân ngộ độc rắn cắn, thêm nhiều cơ hội để người bệnh sớm được tiếp cận các loại thuốc chất lượng. Còn theo đánh giá, sản xuất huyết thanh kháng độc rắn hoàn toàn trong tầm tay của các nhà khoa học nước ta. Thực tế, trong nhiều năm nay, huyết thanh kháng độc rắn sản xuất tại Việt Nam cho kết quả rất tốt, an toàn, kinh phí thấp. Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang sản xuất thành công huyết thanh kháng độc của rắn lục, rắn hổ đất. Viện đang nghiên cứu phát triển hai loại huyết thanh kháng độc rắn cạp nia, bắc và chàm quạp. Tuy nhiên, để chuyển từ sản phẩm nghiên cứu sang sản phẩm thương mại còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế kinh phí để duy trì vận hành đều đặn dây chuyền sản xuất cũng là bài toán lớn. Các bác sĩ lưu ý, huyết thanh kháng độc rắn là biện pháp tối ưu nhưng không phải duy nhất để cứu người bị rắn cắn. Tuy nhiên, thời gian điều trị sẽ kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nhiều, tốn kém, nguy cơ tử vong nếu như đến bệnh viện muộn. Điều quan trọng nhất khi bị rắn cắn là sơ cứu đúng và đến bệnh viện ngay. Chuyên gia khuyến cáo thêm, khi thời tiết mưa bão cần đóng kín cửa, bịt các lỗ thông cửa nhằm tránh côn trùng và rắn vào nhà. Xung quanh nhà có thể trồng thêm các bụi sả, cây lửa hổ là những loại cây gây khó chịu với loài rắn. Dọn dẹp thường xuyên để tránh rắn làm tổ, đẻ trứng ở trong nhà. Tốt nhất là tránh rắn càng xa càng tốt.